Đó là cái video tiếp theo của mình nha. Đầu video thì chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Tiếp theo cái lần mà cho nổ cái động cơ 125 hàng nhái của cua ta nè các bạn. Nó đã hoàn thành tới mức này, có nghĩa là khi cái động cơ mình cho nổ xong thì mình đóng lại cái lốt bánh chớn. Bánh chớn đó rồi tích và lại xong đó thì mình căng cái dạng taxi đây các bạn, đây, cái dạng lát á, ở địa phương mình gọi là dạng taxi. Thì cái dạng lát này trước kia là nó xài bố nối, nó không có đạn chặn nè các bạn. Chạy thứ nhất là nó bị đạp vô cái máy nè, nó bị ảnh hưởng nó rất là nhiều đó, nghĩa là đạp vô thì cái cốt mà nó không có tích đỉ á thì nó sẽ tuột cái cốt lại ở phía trước, cái miếng tích trước chịu không nổi các bạn, miếng tích ở trước ngay trong chỗ đây nè nó chịu không nổi thì nó sẽ quát lại như trước, thì nó sai cái lỗ nhớt ngay chân chỗ cái kiềng đó. Nó bình thường nó đã sai rồi nhưng mà đạp thì nó hút luôn, bởi vì nó lột dên khủng khiếp gì đó. Thì sau khi làm xong thì mình căng lại cái dàn này luôn cho nó ngay ngắn đoạn, cho nó đỡ phá đồ. Nó có nghĩa là gắn đây thì một cái bạn là đạn OCB mà mình hay gọi là đạn con rùa đó, để cho nó giữ cái độ đạp tới qua lại luôn. Tại vì nếu mà mình xài bố các bạn nó không có đúng cái tâm, nó sẽ quanh chỗ này, còn xài đạn như vậy thì nó ok, cộng với cái tâm này tiện lợi cho nó ngay ngắn lại các bạn. Thì mình chia sẻ với các bạn là khi mà cái tâm á, cái tâm nhất là mấy cái tâm máy D nha, cái này là như lấy cái tâm của D9 để qua hay gì nè, cái tâm này thì nó ở đây nè, bốn cái chân này nè nó sẽ lệch so với cái rãnh bù ly nhiều lắm nha các bạn. Không biết cái bên gia công của máy D sao mà thì nó không có giống như cái máy Nhật. Máy Nhật có nghĩa là cái bạn kẹp vô đây nè, ba cháu trên đầu la tô trên máy tiện xong á, xăng theo cái bu ly này thì nó đúng. Xăng rê các bạn. Thì còn cái Trung Quốc á là phải xăng theo ba cái chân này nó, rồi lấy theo cái chuẩn ở đây mình tiện cái tâm nó mới ngay được nha các bạn. Nè các bạn, nếu mà các bạn tiện tâm ngay á đó, các bạn xây vòng vòng chỗ nào cũng vậy hết đó. Thì giờ mình đã canh rồi nè, cái kẻ này rất là đều từ bên đây bên kia luôn. Thì nó đồng tâm á, thì nó sẽ chạy cái máy nó không rung. Nhưng mà cái hệ lụy sau cái dạng oxy này á, thì nó khi mình tiện cái tâm ngay á thì cái đuôi nó lại không ngay đó. Có nghĩa là cái đuôi này lúc trước đó các bạn, nó nằm ở bên này, bên đây nè ha, ngay giữa này nè. Nhưng mà khi mình cân cái tâm ngay á thì nó lại lệch qua bên gì, bắt buộc mình phải xả nguyên cái dạng u này ra, đó ra cho nó quéo bên này, đồng thời nó phải hạ xuống các bạn, nó thấp ở dưới nè các bạn thấy nè, phải đưa xuống cả 10 ly vậy đó, mình hay gọi là một phân á, thì nó mới ngay được. Thành ra thôi kệ đi, đuôi theo đầu, cái đầu theo đuôi không nổi rồi, đầu theo đuôi thì nó lọt lề. Bây giờ chỉ chờ giao thôi. Nhưng mà mình chợt nhớ lại là nó còn cái bình dầu này của ông em nó gửi hôm trước, là có gửi kèm theo cái bình dầu này của ông, như là giang ma L70 cái gì nè đó, là kêu mình hàng. Nhưng mà không biết cái đoạn video hôm trước mình có ghe qua là cái đoạn rồi video nó cái khúc mà mình giờ nhận cái bình dầu này các bạn thấy không nè, bình dầu cái chỗ cái bản lề này nè lại bị hàng vô đây
Cái này là cái điều tối kỵ trong cái việc hàng các bạn, tại vì người ta để chỗ này sống này nè thì nó ít có phá tức mấy ngày, còn nếu để hàng chết gì nè thì nó dễ bị nứt mấy cái đường này, tại nó bị cứng các bạn, mất cái độ đàn hồi. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái bình dầu này nó đã mục cái đáy rồi, mục cái đáy rồi, thành ra mà mình hàng vô đây nó càng tai hại nữa. Khi một bình dầu mục cái đáy thì các bạn tháp chỗ này nó sẽ nứt kế chỗ kia, nó mục của các bạn thì nó còn dính nước sơn không à. Khi mà mình hàng cái bên chắc nước sơn nó xì hàng hoài hàng nhiều, rất là tốn tiền luôn nha. Có thể cái hàng cái bình dầu 100-200 ngàn mà vẫn còn xì hoài. Còn đối với mình á thì khi mình nhận mình hàng cái bình dầu á thì trước tiên mình phải quan sát các bạn, ở trong này nè, nếu ở trong này nó sét ít là nó do ở ngoài là do da chạm hay là một hai đốm nhỏ thì mình có thể mình chấm thao lại một cái điểm nào nó xì nó lủng đó. Còn nếu mà mình cảm thấy nó mục quá thì mình tháp luôn cái đích. Thì qua cái bình dầu này mình thấy là nó mục từ cái góc này nè các bạn về tới đây đó. Nhưng mà không lẽ mình tháp tới đây thì bắt buộc thì mình kiểm tra, mình có thể mình tháp tới đây. Thì hôm nay cái công việc của mình đó là tháp bình dầu, nhưng mình đã vừa nói với các bạn đó. Nhưng mà cái bình dầu này á nó rắc rối hơn là mấy cái bình dầu khác, có nghĩa là khi người thợ người ta thả hàng đây rồi bắt buộc mình phải xả đây ra, cái thứ nhất. Thứ hai nữa là các bạn phải mài lấy cái bảng như này ra mới được, các bạn mới hàng sâu ở trong này được, hàng sâu ở trong này nè, bỏ cuốn này luôn. Cái cuốn này là cái cuốn xuống dầu, rồi sau đó mình sẽ hàng cái cuốn này lại rồi mình lắp cái mặt này lại, cũng không dễ nhiều các bạn. Thì nó làm cái công việc này thì cần có thứ nhất là cái đèn cắt nè, thứ hai là cái đèn hàng gió đá đây, rồi tiếp theo nó là máy mài, đó là những công cụ hỗ trợ thôi các bạn. Nhưng mà thật sự ra nếu mà có chỉ cần có cái này thôi, cái đèn này thôi, có thể nó vừa cắt mà nhìn hàng khéo khéo thì mình sửa đầu lỡ luôn, khỏi phải mài đó. Nói chung là công việc mà tháp bình dầu này nè thì nó cần nhất là cái đèn hàng gió đá thôi đó. Sau đây mình sẽ tiến hành mình làm cho các bạn coi nha, cái này coi vui thôi nha, chứ cái mình là thợ vườn mình làm nó được thôi chứ nó không khéo, mà các bạn thông cảm điều đó nha. Cái này chỉ làm như công việc thường ngày, rồi mình sẽ giới thiệu với các bạn là công việc mình làm như thế đó, chứ không phải là mình nói mình làm là nó ok hết rồi nha. Mình làm cũng bình thường thôi, mình thợ vườn thôi, chỉ là học lớn thôi, làm được như thì làm. Bây giờ mình sẽ tiến hành nha các bạn. Rồi là đầu tiên là cắt cái này ra. Đó là mình sẽ vạch cái mức giới hạn để mình có thể mình cắt cái đáy này bỏ nè các bạn, tại vì nó mục lên là khoảng chừng 1 phân. Xong mình sẽ lấy ra nha các bạn. Đây. Mình sẽ cho các bạn coi luôn ở trong này.
ở trong vẫn còn rất là mới luôn nha. Xung quanh chỉ mục ở dưới đáy này thôi, cái bình dầu mà nó lủng không nhất thiết phải mua bình dầu mới nha các bạn. Pháp đáy là xài nó rất là bền, có thể bền hơn cái bình dầu mua nghĩa địa đó. Tại nghĩa địa nó đã mục rồi. Này thì nó còn mình tháp lại thì cái đáy nó sẽ rất là mới. Đây. Sau khi lấy cái đáy ra thì cái công việc tiếp theo của mình là gì? Mình sẽ dẹp lấy cái miếng này nè, mình vẽ vô cái miếng ton mình cần hàng đây, lấy vô lấy mẫu theo cái này nè các bạn, đơn giản lắm. Thì được các bạn, giờ đó mình sẽ cắt nó lại nha. Cái đấy giờ thì nó cũng đã tương đối nữa các bạn, thấy không? Tương đối thì mình bắt đầu mình gò nó, gò cho nó ăn với cái mặt này. Cái mặt này thì cần phải có cục đe. Gò cái miếng to này nè, tương đối với cái bình dầu nè các bạn thấy không? Chỉ tương đối thôi, mình hàng vô mình mới tiếp tục gò nữa, chứ nếu mà các bạn mà gò cho thiệt kỹ mình ăn hết trơn á, sẽ tốn rất là nhiều thời gian, thay vì mình về mình có thể cố định lại rồi mình sẽ gò lại thêm nữa thì nó sẽ nhanh hơn. Giờ bắt đầu nha các bạn. Khi mình cố định được các góc thì mình sẽ gò xuống các bạn, nó sẽ dễ dàng hơn.
Được rồi chưa? Chưa cắt nữa. Cắt đi, tiện thêm cái nữa, hai cái thứ gì đó. Vậy trong tiện đúng không dạch được luôn. Ừ. Đó. Rồi sau khi mình hàn giáp xong cái miếng tôn ở dưới cái đá bình dầu này nè, rồi mình cũng đã thử nước xong thì nó rất là ok các bạn, không lệnh không xì chỗ nào hết. Thì trong việc tiếp theo đó là mình phải lắp lại cái miếng bát hồi nãy. Bát hồi nãy mình đã cắt ra đó, giờ mình sẽ tháp vô. Nhưng mà lần này khác hơn cái lần trước, có nghĩa là mình không có hàn liền dưới đây, mình để cho nó tự do. Hơn nữa cái miếng to này nó rất là dày luôn rồi, nó tới 2-3 ali là ra không thể nào mà nó lủng trong này được hết. Giờ hàng cái bát này cho thật chắc lại là được không. Sau khi mà mình hàn cái lần ở trên chỗ cái bát hầm này xong á, thì coi như cái bình dầu nó đã được hoàn thành rồi các bạn. Hoàn thành cái công việc mà tắt cái đá dầu này. Đó, các bạn thấy nè. Thấy không? Tuy là không có đẹp lắm nhưng mà cái độ chắc chắn nó cũng có đó. Tháp chồm lên như thế này là nó hết trơn cái miếng sét, thì các bạn nghĩ là nó có độ bền được không? Thì hôm nay mình làm cái video này không phải là cái gì mà chỉ muốn giới thiệu với các bạn cái công việc mà khắc phục cái bình dầu nó bị lủng đáy đó, để chúng ta có thể sử dụng lại một cách an toàn mà nó tương đối ít tốn kém. Dòng nữa cho các bạn coi nha. Ừ.
cũng được chứ không có đến nỗi thô lắm phải không các bạn. Rồi, cho mình mấy điểm đây. Rồi, hoàn thành rồi. Giờ chỉ còn đỡ dao nữa thôi các bạn ơi. Chắc chủ máy sẽ hài lòng thôi. Rồi tạm biệt các bạn. Cuối video chúc các bạn nhiều sức khỏe nha.